chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thưởng thức món cua bốn càng. Và bây giờ mình sẽ làm thưởng thức cho mấy bạn biết luôn. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải có đây là cái tương ớt này, mấy bạn nhìn nè. Quá cay, quá tuyệt. Quá đã luôn, tuyệt vời luôn. Bây giờ cái nếu mấy bạn thấy video này hay là hãy nhớ cho một like, một share và đừng quên một đăng ký nữa. Yeah. Mấy bạn nhớ nhấn đi chuông nha. Để khi có báo mới mình sẽ cho ra clip khác. Ok, bây giờ mình sẽ làm thôi. Giờ thưởng thức món cua bốn càng. Ok, bây giờ chú ý các bạn nha, là cua bốn càng luôn á, rất là đặc biệt. Cua này ở dưới đại dương á, nó thắng cá mập luôn. Cua bốn bình thường càng mấy bạn đó. Biết là con cua này nó không thể nào thắng được cá mập đúng không? Mình phải cho một cái càng đó thì ui thì... À, nguy hiểm đây, càng bự phải nè. Wow, mấy bạn biết là chà. Cái càng này nó kẹp rất đau đúng không? Cầm thử, cầm nói đi. Mấy bạn nhận biết cái này nặng bao nhiêu kg? Đây chắc cũng phải nửa ký đó. Nó bằng kg chứ nửa ký gì? Bàn ngón tay nè. Bây giờ mình sẽ bóc cái càng nhỏ này ra. Đây. Càng to nè. Đây càng nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý một cái kia. Ok. Cái càng to nữa nha. Ok. Bắt đầu. Một chú một cái càng. Thôi. Đây hai càng bự nè, còn đây là hai càng nhỏ đây. Ba lật nó lại đi. Lật nó lại coi phía dưới. Rồi bây giờ thưởng thức thử nha. Ok. Mình sẽ lật nó lại cho mấy bạn coi phần phía dưới nó như sao. Lật xem thử. Wow ơi, nó mỡ không à. Cất mèo không à. Ba ba. Nó rung chuyển luôn mà nó chưa bể nè. Chứng tỏ là quá siêu rồi. Rồi mày nè, cái dấu là xưa á. Phải, đó. Nó nứt rồi đấy. Ok, một chú. Rồi. Rồi. Ngô cha. Bóc này ra. Không. Đây. Nó chỉ bể. Nó chỉ bể mình bóc nó ra thôi. Chứ mình không có cầm. Thấy. Đó. Chù thịt nó nè. Chù. Ôi. Quá màu mỡ luôn. Ô cha. Ô. Ô, các bạn thấy nè. Thịt nè, cua nè. Bây giờ mình sẽ gặm. Cha. Bây giờ mình sẽ gặm thử nha. Ủa sao này nhớ nhiều vậy ba? Ừ, giờ mình sẽ thưởng thức thử nha. Cái vỏ này. Rồi bây giờ tới ba thưởng thức đi. Nó mềm đấy, ăn được đấy. Rồi, thưởng thức không? Dạ, ba thưởng thức trước đi. Để phải cắt. Đây, ăn đây. Rồi chúng ta sẽ chấm vô cái muối tiêu đây thử nha. Có mới cắn miếng à. Ốc tiêu chanh á, ốc tiêu muối chanh, mới chua ngọt. Đây con mới cắn miếng nè. Để coi mùi vị như thế nào. Vị thế nào? Quá béo. Quá rồi. Ngon. Quá tuyệt vời. Rồi hả? Rồi để thưởng thức thử nha. Tôm chà. Trời ơi nó, mấy bạn coi này. Nó rất là tươi. Nó tươi, nó ngọt. Mà phải nói là ăn vô là nước miếng bánh tứ tung trong miệng nhỉ. Quá tuyệt vời luôn ạ. Ok. Cái món cua bốn càng này là phải nó rất độc đáo. Trời ơi, cái này nó cứng lắm rồi. Nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn nha. Xin chào, tạm biệt. Ok. Chúng tôi tiếp tục thưởng thức đây. Rồi. Quá đã. Chào, tạm biệt nha. Bye.